Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sân khấu chính trị Ba Đình lại xáo trộn. Ngày 16 tháng 3, blog Hoàng Trường trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Hoàng gia Hà Lan hoãn thăm Việt Nam liên quan gì đến cuộc đốt lò ở thượng tầng. Tác giả trích dẫn Facebook Lê Nguyễn Hương Trà ngày 15 tháng 3 viết rằng: Câu lạc bộ Quảng Ngãi từng quen thuộc với người hâm mộ khi tham gia điều đặn tại các giải hạng nhất thì quốc gia này vừa có ngôi sao nộp đơn xin giải nghệ. Nít nem thăng đằng bình luận ngay lập tức. Về sớm vui thú điền viên cũng được thôi. Đoàn đảng đi lên có nắm được gì đâu. Liên tiếp nữa càng nguy hiểm cho đất nước. Dân túy thay vì kỹ trị. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường VOA. Tác giả cho biết Hương Trà tức cô gái độ Long cách đây hơn một năm cũng là Facebooker từng báo tin đương kim chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bí danh là Bảy Phúc bây giờ sắp mất chức. Facebook cá nhân này hồi đó viết căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng. Ngôi sao câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam, cầu thủ số 7 tức 7 phút đã bị rút thẻ đỏ trúc quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề. Theo tác giả, tin giật gân lần này vẫn do cô gái ấy đưa ra nhưng lại nói về câu lạc bộ Quảng Ngãi, địa danh nơi ông thưởng làm bí thư tỉnh ủy một thời. Tác giả nhận xét, tin này còn có thể dự đoán phần nào qua tiết lộ của hoàng gia vương quốc Hà Lan. Chuyến đi thăm cấp nhà nước của cặp đôi hoàng gia Hà Lan tới Việt Nam bất ngờ bị hoãn vài ngày trước khi bắt đầu, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Tác giả bình luận, nếu ông thưởng phải bỏ ngang sự nghiệp, thì đây là một câu chuyện vô tiền khoáng hậu, có thể xáo trộm sân khấu chính trị ba địch. Và đây là hình chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ tại vị ngắn nhất. Hiển nhiên, hơn 800 tờ báo do nhà nước nuôi và hàng trăm trang mạng do nhà nước ghép đều chưa được lệnh của trưởng ban tuyên giáo Trung ương bật đèn xanh cho đưa tin này. Tác giả cho rằng, chuyện về chủ tịch thưởng lan truyền sau cái hôm trên bầu trời Hà Nội cùng lúc xuất hiện hai mặt trời là chuyện xưa nay chưa thể có. Các già làng ở thủ đô phán, hiện tượng thiên nhiên ấy báo hiệu đất nước không thể có hai vua, cho nên một trong hai mặt trời sẽ rụng sớm. Cùng lúc, phiên họp ở tiểu ban nhân sự đại hội thứ 14 do tổng trọng chủ trì có thể phát hiện ra một vài dấu hiệu lạ đó là Tổng Bí Thư đã truyền đạt chỉ thị mới. Từ nay, cấp ủy nào đề cử ai vào Trung ương thì cấp ủy ấy sẽ chịu trách nhiệm, chứ không phải là đại hội đảng theo như điều lệ quy định trước nay. Tác giả cảm thán đêm dài còn lắm mộng, liệu chỉ thị và lời răng đe trên có liên quan gì đến tin đồn về Võ Văn Thưởng, đệ tử ruột của ông Trọng có thể mất chức hay không? Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng thất thần, đau đầu với các đệ tử ruột của ông tin rò rỉ tại cuộc họp nói trên, tất cả đã thảo luận sâu sắc và nhất trí khuyên giải. Trên thực tế là đã ép Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang giữ. Tác giả đánh giá, nếu tin đồn là đúng, ông Võ Văn Thưởng sẽ được trung ương và Bộ Chính trị dành cho một đặc ân là nói lời tiễn biệt trước khi rời chính trường. Chờ đến lúc ấy, hy vọng sẽ có nhiều thông tin hơn. Tin về Võ Văn Thưởng lan truyền giữa lúc vỡ kịch Vạn Thịnh phát chưa đến hồi cao trào, Mặc dù vậy, rất nhiều các đồng chí trong đóng rơm vẫn run sợ. Tác giả Mỹ Mai, từ Trương Mỹ Lan, Phan Quốc Việt đến Nguyễn Xuân Phúc, rồi nay là Võ Văn Thưởng, cho thấy Tham Nhũng đã cào bằng các giai tầng trong xã hội. Từ cô gái trình độ trung học hay doanh nhân thường thường bậc trung lên đến các loại nguyên thủ quốc gia, Tham Nhũng thực tế đã chui sâu, leo cao vào mọi ngóc ngách của hệ thống cầm quyền. Cuộc đấu tranh giữa các phe nhóm lợi ích đã biến thành các cuộc thanh toán nhau có màu sắc mafia. Người dân lẫn các đảng viên bình thường hiện nay đều nhận chân được tham nhũng có tính đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sân khấu chính trị Ba Đình lại xáo trộn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Hạ viện Mỹ đồng thuận cấm TikTok Ngày 14 tháng 3, BBC loan tin Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok. Trung Quốc cảnh báo gậy ông đập lưng ông. Theo đó, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cấm TikTok, mở đường cho việc cấm ứng dụng chia sẻ video này trên toàn nước Mỹ. Văn kiện luật được thông qua ngày 13 tháng 3, có tên chính thức là Đạo lực bảo vệ công dân Hoa Kỳ, khỏi các ứng dụng do thế lực thù địch ngoại bang kiểm soát. Theo dự luật Biden Công ty mẹ của TikTok có 6 tháng để bán cổ phần chi phối hoặc ứng dụng sẽ bị cấm tại Mỹ. BBC cho hay, mặc dù được thông qua với sự đồng thuận áp đảo từ cả hai đảng dân chủ và cộng hòa, dự luật vẫn cần sự chấp thuận của thượng viện và chữ ký của tổng thống Joe Biden, người từng hứa sẽ ký phê chuẩn ngay nếu dự luật được thượng viện thông qua. Và đây là hình bản tin trên BBC. Bên cạnh đó, BBC cũng cho biết việc cấm TikTok được cho là có thể gây ra bất đồng ngoại giao với Trung Quốc. Biden cần sự chấp thuận từ nhà chức trách Trung Quốc để hoàn thành việc thoái vốn cưỡng ép. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhấn mạnh sẽ phản đối điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân từng nói rằng dự luật cấm TikTok sẽ quay lại gây hại cho Mỹ. Theo đó, trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, ông Uông đã cáo buộc Mỹ đàn áp TikTok, dù chưa bao giờ có bằng chứng cho thấy sự đe dọa của TikTok tới an ninh quốc gia. Ông nói thêm hành vi bắt nạt khi không thể thắng một cách công bằng sẽ gây cản trở hoạt động vận hành trơn tru của các doanh nghiệp, làm tổn hại niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường, cũng như gây thiệt hại và rối loạn tới trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Cuối cùng, điều này rồi sẽ quay lại gây bất lợi cho chính nước Mỹ. Và đây là hình Hạ viện Mỹ. Theo BBC, nhiều tờ báo Trung Quốc, bao gồm tờ Hoàng Cầu Thời báo, đã đăng tải các bức tranh châm biếm Đề xuất cấm TikTok của Mỹ. tờ báo này gọi hành động của Mỹ là xấu xí và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia nhằm cưỡng đoạt TikTok. Nhưng vẫn theo BBC cũng như các mạng xã hội khác, TikTok bị cấm tại Trung Quốc. Người dân nước này sử dụng Douyin, một ứng dụng tương tự chỉ có ở Trung Quốc và bị chính phủ giám sát, kiểm duyệt kỹ càng. BBC tiếp tục cho hay, TikTok đã cố gắng trấn an các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ đã thực hiện nhiều bước nhằm đảm bảo sự tách biệt hoàn toàn dữ liệu của 150 triệu người dùng tại Mỹ với nhân viên Biden ở Trung Quốc. Giám đốc điều hành TikTok ông Su Chi Châu từng cam kết công ty này sẽ bảo vệ dữ liệu và không để các thế lực bên ngoài thao túng ứng dụng của TikTok. Ông cảnh báo rằng nếu dự luật được thông qua và TikTok bị cấm tại Mỹ, thì một vài công ty truyền thông khác sẽ có nhiều quyền lực hơn, cũng như đe dọa hàng ngàn việc làm của người Mỹ. Và đây là hình người ủng hộ TikTok ở Mỹ biểu tình. Tuy nhiên, BBC dẫn cuộc điều tra của Wall Street Journal vào tháng 1, hệ thống của TikTok vẫn còn thủng lỗ chỗ với việc dữ liệu được chia sẻ một cách không chính thức giữa TikTok ở Mỹ và Biden ở Trung Quốc. Những trường hợp gây chấn động như vụ một nhân viên Biden ở Trung Quốc truy cập dữ liệu cá nhân của một nhà báo để truy tìm nguồn tin của người này đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Trong khi đó, BBC cho hay một nhóm người ủng hộ TikTok đã tập trung bên ngoài tòa bạch ốc để phản đối dự luật này vào thứ tư ngày 13 tháng 3. Đến từ Los Angeles, cô Tiffany Yu, một vận động viên trẻ tuổi vì người khuyết tật, nói với BBC rằng TikTok rất quan trọng cho công việc của cô. 15 năm trước, tôi nằm mơ mới nghĩ mình có thể tiếp cận được 30, 40 người, cô nói. Hiện tại, cô có hàng triệu người theo dõi. Nhà sáng lập nội dung Mona Swan, 23 tuổi, cho BBC biết, thu nhập có được từ TikTok giúp cô trả nợ mua nhà cho mẹ và học phí đại học của các em. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hạ viện Mỹ đồng thuận cấm TikTok. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.